Nếu con lấy tiền của cha mẹ, con cũng có chút công sức làm ra những đồng tiền ấy, nhưng vì con còn trẻ nên chưa được cầm tiền tiêu. Con muốn bố thí hay cúng dường thì con có được phước hay không? Con không muốn nói với hai người vì bố mẹ không phải Phật tử thì chắc chắn sẽ không cho. Con chỉ muốn âm thầm tích cóp từng chút rồi cho đi, mong sư giải đáp. Nó như thế này, trong cái giới trộm cắp thì khi mà cha mẹ giữ gìn tài sản đó thì mặc nhiên đó thuộc về tài sản của cha mẹ, mà khi chúng ta lấy đó thì mặc nhiên nó sẽ trở thành trộm cắp. Dù cho chúng ta lấy bằng vì cái mục đích gì đi chăng nữa thì trộm cắp vẫn cứ là trộm cắp. Còn khi chúng ta trộm cắp để mà chúng ta trộm cắp để mà chúng ta làm các việc phước thiện đó, thì sư nhắc quý vị nhớ câu này: nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Đấy, thành ra đó, cái việc mà quý vị làm phước thì nó cho cái quả thiện của việc làm phước. Còn cái việc mà quý vị trộm cắp thì nó sẽ cho cái ác nghiệp của cái việc trộm cắp. Còn quý vị có cái sự góp sức ở trong cái số tài sản đó, nhưng mà quý vị không không có nắm ở trong tay mà cha mẹ quý vị nắm ở trong tay, thì cái đó được xem là tài sản của cha mẹ. Dựa theo tạng luật á, theo tạng luật á, ví dụ như là một con mèo mà nó ăn trộm cái con cá trong bếp của bà hàng xóm, thì trong giây phút con mèo đó nó gặm cái con cá đó là con mèo nó phạm tội trộm cắp. Nhưng mà khi con mèo nó phạm tội trộm cắp như vậy đó thì con cá nó thuộc về tài sản của con mèo, nó không còn thuộc về tài sản của cái bà làm bếp nữa. Mà nếu như chúng ta lấy cái dép chúng ta chọi con mèo á, con mèo nó nhả cái con cá nó ra mà chúng ta cầm con cá đó, chúng ta xài đó, thì cái chúng ta lại phạm cái tội trộm cắp con cá của con mèo đấy. Và trong cái trường hợp mà quý vị muốn làm phước á, thì sư chỉ gợi ý đơn giản thôi là không cần phải nói là quý vị đem đến chùa để mà cúng tam bảo ha, mà quý vị chỉ cần nói là cho con tiền nó đi làm từ thiện là được rồi. Tại vì tất cả các tôn giáo thì họ đều hoan hỷ với việc làm từ thiện đó. Rồi ví dụ như quý vị nói quý vị để già nóng heo để quý vị làm từ thiện đó thì nó cũng được. Vậy quý vị xin mua con heo đất 10.000 20.000 đó, quý vị xin lâu lâu cho con 1.000 2.000 đó, con bỏ con heo mốt con làm từ thiện. Tiền làm quý vị làm từ thiện rồi, còn quý vị làm cái gì đó thì đó là chuyện của quý vị ha, chứ không cần phải vì cái chuyện đó mà chúng ta trộm cắp hay là chúng ta nói dối, thì nó không không cần thiết.